Giá tiêu hôm nay mùng 1 tháng 10 tăng tại Đắk Lắk Đắk Nông, chính thức cán mốc tỷ đô. Giá tiêu hôm nay mùng 1 tháng 10 trong khoảng 148.000 đến 149.000 đồng trên kg. Tháng 9 năm 2024, giá tiêu nội địa tăng 2.000 đến 3.000 đồng trên kg. Tháng 9 năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu 20.000 tấn hồ tiêu, thu về 125 triệu đô la Mỹ, tăng 10,4% về lượng nhưng giá trị tăng vọt 84,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại tỉnh Đắk Lắk, Giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 148.500 đồng trên kg, tăng 500 đồng trên kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 149.000 đồng trên kg, tăng 1.500 đồng trên kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 148.000 đồng trên kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 148.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 148.000 đồng trên kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 148.000 đồng trên kg, giảm 1.000 đồng trên kg. Giá tiêu đầu giờ sáng nay trái chiều, tăng ở Đắk Lắk, Đắk Nông, giảm tại Bình Phước so với cùng thời điểm hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cộng đồng hồ tiêu quốc tế, IPC, niêm yết giá tiêu đen Lampang, Indonesia, chốt tại 6.939 đô la Mỹ trên tấn giảm 0,04%. Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.750 đô la Mỹ trên tấn. Giá tiêu đen Kuching, Malaysia ASTA mức 8.900 đô la Mỹ trên tấn, tăng 1,12%. Giá tiêu trắng Mun Tốc 9.278 đô la Mỹ trên tấn, giảm 1,64%. Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 11.400 đô la Mỹ trên tấn, tăng 1,75%. Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 6.800 đô la Mỹ trên tấn với loại 500 GL, loại 550 GL mức 7.100 đô la Mỹ trên tấn. Giá tiêu trắng ở mức 10.150 đô la Mỹ trên tấn. IPC điều chỉnh tăng giá tiêu tại Malaysia trong khi giảm nhẹ ở Indonesia. Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan mới được công bố, tháng 9 năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu 20.000 tấn hồ tiêu, thu về 125 triệu đô la Mỹ tăng 10,4% về lượng nhưng giá trị tăng vọt 84,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ đầu năm, xuất khẩu hồ tiêu đạt 203.000 tấn, thu về hơn 1 tỷ đô la Mỹ, giảm 1,5% về lượng nhưng tăng 46,9% về giá trị. Nguyên nhân là bởi giá hạt tiêu xuất khẩu tăng mạnh 49,2% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 4.941 đô la Mỹ trên tấn. Giá trung bình tháng 9 năm 2024, hồ tiêu xuất khẩu đạt 6.239 đô la Mỹ trên tấn tăng 67,5% so với tháng cùng kỳ năm ngoái, và đây cũng là tháng ghi nhận mức giá xuất khẩu cao nhất trong nhiều năm qua. Trong khi đó, tại thị trường trong nước, tháng 9 năm 2024, giá tiêu nội địa tăng 2.000 đến 3.000 đồng trên kg. Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, dự báo giá hồ tiêu thế giới sẽ duy trì ở mức cao trong ngắn hạn do nguồn cung hạn chế. Brazil và Indonesia đang vào vụ thu hoạch, trong khi nhu cầu thế giới không tăng mạnh, cùng với việc Trung Quốc không mua nhiều dẫn đến giá chỉ có khả năng tăng nhẹ.